15m Bình Dương xin kính chào quý cô, chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương ha. Thì bây giờ là 14h01 ngày 2 tháng 7 năm 2023. Thì như các cô chú anh chị thấy ha, thì bầu trời đang đang thui hồi lùi luôn. Ở nhìn phía xa xa thì sẽ thấy những cái cánh chim. Ôi ôi giỏi vậy ta. Giờ đi dễ hả? Trời ơi. Đó, 15m sẽ phóng to cho tất cả quý cô chú anh chị xem nè. Những cánh chim bay rất là cao luôn. Bầu trời thì đen thui. Cái hoa này kìa. Anh YouTube anh lấy cái miếng đá bể trong đó này giùm em được. Đâu đâu rồi, đâu rồi. Đây. Anh lấy cái miếng đá bể cho chị. À. Sao sao lại? Ờ cái miếng đá quý như là thiên hạch vậy đó chị. Phải bảo vệ đó để mốt. Đúng rồi, để dán lại. Nhưng mà vẫn còn thiếu một miếng nha. Thôi. Cô Loan với chị Hành Loan. Thôi mà anh ở đây đi anh, em thấy là sắp mưa lớn lắm rồi. Một lát là ra ngoài là không có về đây được luôn á. Đúng không chị Tư? Không tắt. Đèn chống bão mà. Thôi nhiễu nước rồi. Nhiễu mưa rồi. Em có cây dù độc quyền một cái cho thấy ngắn không? Ấy trời. Nhưng mà dài lắm nha. Đó, à, bung dù thôi bà con ơi. Anh Phương, lấy giùm cho bà cái dù đi anh Phương. Hiện tại thì trời tối đen rồi. Thì mọi người cũng tranh thủ nhau lấy mọi nha. À, một cái cây dù. Hơi nước rất là lạnh luôn. Đây là cái khung cảnh trước khi bầu trời sẽ rớt những cái hột mưa xuống. Thì các cô chú các chị thấy cái bầu trời mà nó quợn như thế này nè, là sẽ có dông gió rất là lớn nha. Đó, ngoài những cái cơn mưa ra thì còn có gió nữa. Cái mây đen mà nó có quợn như thế này nè, đó là gió rất là lớn luôn. Thì để lát xem coi là có gió hay không nha. Trời ơi mưa mà sao mình không lấy dù. À thì chủ nhật kỳ rồi cũng mưa rất là lớn luôn. Mà bà con vẫn rất là đông nha. Hôm nay không biết sao. Ở ngoài kia thì 15m thấy có một xe đang chở ba vào. Và mọi người đang tập trung ở trước mộ cậu ha. À, thắp hương. Đây là cái khung cảnh trước khi trời mưa nha. Khả năng dự đoán 15m dự đoán là mưa rất là lớn luôn á. À, hai cụ bà. À anh là anh ráp anh chở nha. Anh Phương. Mình lấy một cái cây dù á mình che ở trên. Đúng rồi, mình che ở trên á để nó lắc nước nhỏ vào nước.
chắc là mọi người ra về trời giờ mưa rồi. Bà ơi, mình lấy dù bên đây mình che bà, chứ để mưa ướt. À, như các cô chú các chị thấy ha, trời thì bắt đầu mưa rồi mà các bà các cô vẫn đến viếng cậu Năm nha. Để em lấy cây dù. Ồ gió, ồ gió, gió. Gió rất là lớn. Anh Ngọc lấy cây dù anh đưa cho hai cụ đó giùm em anh Ngọc. Lấy cái dù trong á, cây dù này mình che trên. Cô Năm bây giờ là đốt thuốc cho cậu ha. Bà đứng xích vô để ướt bà. Đúng rồi. Như các cô chú các chị thấy thì mưa bắt đầu lớn rồi ha. Thì 15 mới đứng từ xa để ghi hình toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị thấy ha. Hiện tại thì mưa mà có gió nữa nha. Sang quần bắt ếch mấy anh ơi. Sang quần bắt ếch đi. Sang quần bắt ếch. Cho ấm đúng không? Ấm gì? Đến đây thì 15X Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mà thấy kênh hay hữu ích hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ 15X Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.